chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không ạ? Bán còn lại. Hãy mở giùm tôi số 2 ạ. Ô số 3. Và ô số 5. Ô số 7. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này sẽ nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 100 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Sau vòng thi thứ hai, tổng số điểm như sau. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với
vòng thi cuối cùng, quyết định vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm nhân 3. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án. Đó chỉ là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không ạ? Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Chính cả vòng thi đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên.
và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu thứ ba. Và bạn đã trả lời. Hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời.